Vâng, và sau đây em mời các bác cùng ngắm hoa hậu xanh xui 9090. Em này thì khủng đó các bác, công suất max lên tới 750W, chương trình dòng loa lớn, tiếng rất là hay, nảy tiếng và chơi được hầu hết các dòng loa. 9090 rất là hay ở điểm đó. Các bác đánh loa Nhật, loa Mỹ đều rất là ok hết nha. Trang bị là 4 cầu loa, 3 cầu loa ABC, A+B, A+C, chỉnh bass, mic chép cho từng vế nha. 4 cầu điện nha các bác, máy đẹp long lanh luôn nha. Còn đẹp không thì vớt luôn các bác. 9090. Con này sexy vàng, khá là hiếm, giá là 37 triệu đã bao gồm phí ship rồi nha. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt 1%, có nghĩa là 3-400 gì đấy, tầm đó. Chuyển khoản đủ thì em bớt 400.000. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, 300 loa. Đường chi đồ vào, series là 8250 nha các bác, 8250 nha. Cầm anten, phần sò công suất, nó chạy 8 sò, sắc. Máy đẹp long lanh nha các bác. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn. Về hình thức bên ngoài thì đẹp long lanh rồi nha. Tất cả bao zin tuyệt đối cho các bác, máy chất bãi về. Các bác nhìn con máy chất bãi nó khác liền, máy chất từ nước ngoài về này. Nó sáng, óng ánh và nó đẹp, nó nét. Những dòng này thì thuộc phần top của hãng Sansui rồi. Nghi hay bài đẹp. Liên hệ cho em chính có hai số điện thoại 0978338114 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Vâng, đây là nội thất bên trong. Các bạn thấy cái tầng phù rất lớn không? Chiếc xe là 7 màu nha. Máy rất đẹp. Bắt đầu chốt, alo cho em nha. Một con 9090. Chiếc xe 7 màu, ốc áp dàn on thôi nha. 4 cầu điện nha các bác. Hiện tại đang đứng dây điện Mỹ là 110V. Các bác nào thích điện 220 thì trước khi giao hàng thì báo cho em chuyển điện 220 cho. Chứ còn nếu các bác về chuyển cũng được thôi, đơn giản, không có khó khăn trơn. Rồi, video đến đây là kết thúc. Bác nào muốn sở hữu con 9090 thì liên hệ cho em, vừa nghi vừa trưng bày. Dòng này thì không có lo nào mà em nói chơi không được các bác. Kể cả những dòng lo full luôn nha, 30-40 cho tắt hết. Và làm lo nghi nhạc 30-40-50.